Ông hai tiếu. Có tiếu hay không ông hai kem rồi. Nhà ông mới chưa đến nào lấy chồng ấy hả? Chưa. Mấy đứa? Hai. Hai đứa gái à? Vịt rồi, không gái. Một trai một gái. Một đứa lấy tốt rồi nhỉ, chưa lấy. Đó, chưa lấy, đang đi làm ở trên Tuyên Quang. Làm hướng dẫn viên du lịch. Sinh gái cho mẹ. Mẹ thì hôm qua mới làm đẹp về hôm nay nghỉ. Qua đi tận Thái Nguyên làm đẹp. Định như nào? Chăm môi, chăm mắt. Chăm môi à? Bây giờ mới sang, phải sang từ lâu rồi chứ bây giờ mới sang. Nhà môi, này, mắt, ra thế mà bây giờ mới sang. Mắt thì đã chăm lâu rồi. Mắt xanh biếc từ lâu rồi. Nhưng mà môi giờ nó mới làm, mọi người nó dùng thế son. Thế kéo mẹ chồng ở nhà, kéo vợ đi làm gì? Chụp ảnh. Kéo vợ đi làm chỗ nào lại câu mất thì ông lại thì để mua ô tô cho vợ nữa. Hả? Lại mua ô tô nữa. Thì chồng vừa cứ lá thế á? Đang tập lái, đang chồng học bằng. Vợ ơi. Tỉnh như là. Vợ người ở đâu anh ạ? Hàm Yên. Hàm Yên á? Dạ. Vợ mua cho vợ con vai ớt. Tầm được 700 xe mới. Nhà ông Thu này đồng anh em đồng người giàu ấy nhỉ? Toàn đồng giàu, mỗi thu cho ô tô 3 thằng 3 cái. Tưởng y 10. Thu làm cái là 40, làm con vai ớt. Vai ớt đi sướng hơn, vai ớt dòng Honda. Cái nhà ông to to ở bên trong đấy là nhà ông ấy, là nhà thằng con trai ở với ông đấy à? Nè, thằng thứ ba, dưới ông thủ. Thằng nó cũng to rồi chứ nhỉ? Thằng nào cũng có rồi, thực có rồi mà, thức có rồi mà, quyền có rồi, quyền thì có lâu rồi. Nó đi buôn bán cái gì chứ, làm gì chụp ảnh mà giàu hết. Photocopy buôn bán ảnh, chụp ảnh rửa ảnh. Cái gì chụp ảnh rửa ảnh là giàu hết rồi. Nó chụp ảnh rửa ảnh ngay tân trào luôn. Ngày xưa đi Malai về. Malai 5 năm. Thì có con đen. Cái hàng của đấy vợ ở với ông nhé. Ừ. Cái lồng vân quản đã chết đâu nhỉ? Còn. Nhà ông mới đắm tiền thì ông làm giáo rồi. Tiền với con người biết bao nhiêu cho đủ. Ông Thu ấy. Biết bao nhiêu cho đủ. Thằng càng nhiều nó càng ham. Đây là nhìn này. Mình không có được gì thì ham mà mình cũng có. Mình có ham đứa con. Ít không ham mà nhiều ham. Ít không ham, nhiều ham mình ham đứa có được cơ này. Nhưng đấy hoa thì ham không nhà, nhà thì cả buổi chiều ngủ thế nào. Lấy cái gì đổ mồm. Ngày nào cũng 200 thì nghỉ đến vài buổi. Lấy cái gì đổ mồm. Mà lo thì có mồm, mẹ đi vợ ăn tháng nó cũng đi về cho 2 xịt nó sao của má. Công ty kiểu. Chả phải nuôi. À, mẹ mình ở nhà mình thừa ăn đi chả phải biết nuôi. Tiền về phải làm vào việc khác. Không ai cần ai nuôi. Chẳng ai nuôi ai cả. Tiền để vào nhiều việc khác. Còn đứa đang học lớp 11 nữa. Thế ai chỉ đi làm tiền thiệt gì về cho à? Ta thấy ông nói là hả? Nó chỉ đủ ăn nó. Thế đi làm nó có hay về không hả? Có vừa về tối hôm qua sáng nay đi. À về tối hôm kia. Sáng qua đi. Mẹ anh đi chồng nó ở làm sao được? Để cho nó đồng nào cho anh chứ còn làm sao ở được với mẹ nó. Thôi thế là 3 đứa rồi thì nữa. 3 đứa thì đứa kia nữa thì chồng thì không lo lắng gì nữa nhỉ. Ờ. Nó nói thì về đây, ví dụ mình lấy về đẻ là hại nhé. Người chăng còn không đẻ nữa. Không đẻ chứ trước có mấy lần bỏ. Ai? Vợ mới rồi. Chưa chửa mấy lần thì. Chửa mấy ai? Chửa mấy anh, chửa mấy ai? Điền. Chứ không chửi với anh, chửi với ai, chửi với hàng xóm à? Cưới được năm với bao nhiêu, phép trở đi. Hả? Anh ngoại đã cưới được năm với bao nhiêu lắm? Cưới được một năm thì mà hâm rồi. Từ 2015 đến giờ. Từ 2014 đến giờ. Phép, không hoảng, phép. 6 năm rồi.
Thằng nào vào đấy cho chữa. Mẹ mà.